Xin chào mọi người. Người ta nói từ chối tham gia bảo hiểm nhân thọ thì bạn đang từ chối mình được đối xử một cách chân thành, công bằng và công tâm. Cái điều đó nó là như thế nào? Với vì mình tham gia bảo hiểm nhân thọ thì mình sẽ được đảm bảo thu nhập của mình, tài sản mình được bảo vệ, và mình có tiền để mình chăm sóc sức khỏe cũng như là tích lũy và đầu tư. Và tất nhiên khi mình có tiền, mình vô bệnh viện, bác sĩ và y tá sẽ đối xử với mình một cách công bằng. Thì mình ra xã hội, mình có tiền, người bên ngoài xã hội sẽ đối xử với mình một cách công bằng. Và khi mình về nhà, mình được trụ cột trong gia đình, lâu nay mình chu cấp tiền cho gia đình, bây giờ mình bước đi sức khỏe thì người trong gia đình mình, bạn bè mình, anh em mình và nhiều khi chính cả người hôn phối của mình cũng phải đối xử với mình một cách công bằng, bởi mình xứng đáng được đối xử một cách công bằng do cả đời mình đã vất vả làm việc, phấn đấu, tiết kiệm để bảo vệ thu nhập, để bảo vệ tài sản, để được chăm sóc sức khỏe và được tích lũy cho bản thân, cho gia đình và cho con cái. Những người làm được bốn điều đó xứng đáng được đối xử tử tế, được đối xử công bằng khi họ không còn sức khỏe để làm ra thu nhập nữa. Nói như vậy, bảo hiểm nhân thọ giúp cho con người ta vui sống, vui làm, sống khỏe, sống an toàn và sống một cuộc đời bình an, xứng đáng với những gì mà họ đã hy sinh cho chính bản thân, cho gia đình họ và cho con cái họ. Nếu video clip này hay, cho ta một like, share cho mọi người hiểu rằng tham gia bảo hiểm để sống vui, sống khỏe và sống an toàn. Và nhớ đăng ký kênh của ta để nhận được những video clip tiếp theo. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của anh chị.